Ok, xin chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cái cách mua hosting ở trên Hotavada giảm đến 75%. Thì làm cách nào để chúng ta có thể có cái giá giảm 75%? Thì xin mời bạn xem cái video này. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Thì đầu tiên các bạn hãy truy cập vào cái trang chủ của Hotavada. Thì cái đường link truy cập thì Nhất sẽ để ở dưới cái video này. Các bạn chỉ cần truy cập vào và làm như hướng dẫn thôi là được, đúng không ạ? Đầu tiên thì các bạn sẽ click vào cái nút này, đúng không ạ? Đây, các bạn click vào nút này. Đó, thì có 3 gói để các bạn lựa chọn. Thì các bạn muốn sử dụng gói nào thì các bạn hãy click vào gói đó. Cái gói Startup này chỉ cho chúng ta tạo được một website thôi. Còn gói web WAP này thì tạo được unlimited, tức là không giới hạn, đúng không ạ? Và cái gói Speed Reaper này cũng vậy. Đó. Thì tiền nào của đấy, đúng không ạ? Các bạn sử dụng gói ít tiền thì chắc chắn rằng nó sẽ có ít chức năng hơn, nó có nhiều giới hạn hơn. Rồi, không nói lòng vòng nữa, thì các bạn sẽ chọn một cái gói mà các bạn mong muốn sử dụng. Rồi, đây là cái giao diện mà chúng ta chọn domain, đúng không ạ? Thì các bạn nhập cái domain mà các bạn muốn sử dụng vào đây. Ở đây thì Nhất sẽ chọn cái domain như thế này, chọn đại, đúng không ạ? Và nếu như bạn có một cái domain ở nhà cung cấp khác, ví dụ như là Namecheap hay là GoDaddy, thì các bạn click vào đây, đúng không ạ? Click vào đây để các bạn tiến hành, các bạn chuyển về đây, đúng không ạ? Nhập domain, ở chỗ này lưu ý phải có dấu chấm, đúng không ạ? Nó có chữ com nhưng mà các bạn phải có dấu chấm thì nó mới được, ví dụ như là .com đó thì nó mới được. Các bạn lưu ý ở đây thì Nhất tiến hành mua mới luôn để cho nó đỡ lằng nhằng, đúng không ạ? Và lưu ý là khi mà các bạn sử dụng năm đầu tiên thì Hotavada sẽ tặng cho chúng ta tên miền miễn phí trị giá 12 phẩy mấy đô đấy, đúng không ạ? Rồi, check domain. Ok, nó thông báo như này là có nghĩa là vẫn còn, đúng không ạ? Vẫn còn, chưa ai sử dụng cả. Tiếp tục, chúng ta nhấn continue. Rồi, ở cái giao diện này thì chúng ta sẽ tiến hành lựa chọn cái năm mà chúng ta muốn sử dụng. Có thể chọn 24 tháng luôn, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái server. Ok, tức là data center, đúng không ạ? Cái server mà nó đặt, cái máy chủ. Ở đây thì Nhất chọn Singapore bởi vì mình ở Việt Nam mà. Chọn Singapore thì cái tốc độ tải trang nó sẽ nhanh hơn. Rồi, tiếp tục click vào cái nút này. Đó. Rồi chúng ta kiểm tra một lại lần nữa, đúng không ạ? Kiểm tra lại một lần nữa. Ở đây thì chúng ta bỏ cái phần này đi, cái phần này bảo vệ thông tin thôi, thì chúng ta tắt đi để tránh mất gần 4 đô, đúng không ạ? Rồi continue. Rồi ở đây mặc định thì nó đang giảm cho chúng ta 70%, có thể thời gian tới nó chỉ còn 50%, 30%. Cái điều đấy là tùy vào chương trình khuyến mãi của Hotavada, đúng không ạ? Tuy nhiên nếu bạn tham gia mua cái hosting này thông qua cái đường link của Free thì các bạn sẽ được giảm 75% chỉ dành riêng cho cộng đồng của Free Center thôi, đúng không ạ? Ok, các bạn hãy xóa cái phần mặc định này đi, khóa xóa code đi, đúng không ạ? Lưu ý khi bạn mua thông qua cái đường link của Free Center thì các bạn mới nhận được cái giá giảm 75% thôi, đúng không ạ? Ok, chúng tôi đã làm việc với bên Hotavada và cái mã này chỉ có Free Center có thôi. Đây, các bạn nhập vô Free Center, đúng không ạ? 75. Rồi chúng ta thử check này. Đấy, các bạn được giảm 75%. Rồi, tiếp tục chúng ta thanh toán. Thì cái bước này nó tương tự như là những cái bước mà tôi hướng dẫn ở cái video trước. Thì các bạn có thể xem lại video trước. Ok, đấy là cái cách mà chúng ta có thể nhận được cái giá giảm 75% mà những thành viên của Free Center mới có được, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.